Thưa quý vị, như đã thông tin, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 8 của ban chỉ đạo nhằm kiểm tra đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 7 và bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình dự án. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh An Giang có ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 48 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ giải pháp, công tác phối hợp nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện, cũng như rà soát cơ chế, chính sách pháp luật để hoàn thiện tạo môi trường đầu tư thông thoáng, không chỉ cho các dự án trong danh mục các công trình trọng điểm mà cho cả các dự án hạ tầng giao thông khác sẽ triển khai trong thời gian tới. Các địa phương tập trung báo cáo về việc xử lý các vấn đề còn vướng mắc như thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, tiến độ bàn giao mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thông tin, hiện nay tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 bàn giao mặt bằng 100%. Sớm triển khai thi công xây dựng và hoàn thành khu tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân. Để đảm bảo đủ nhu cầu cát cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn An Giang, tỉnh cần phải quy động khoảng 2 triệu mét khối cát thu hồi từ hai dự án nạo vét thông luồng trên nhánh sông Tiền. Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm tham mưu Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế nghị định 159 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, tạo cơ sở pháp lý để An Giang triển khai thực hiện hai dự án nạo vét thông luồng, tận dụng nguồn cát cho cao tốc. Dự án thành phần 1 có 4 gói thầu xây lắp thì hiện nay cả 4 gói thầu này đang được các nhà thầu tập trung triển khai thi công các hạng mục đào đắp nền đường, móng cọc các cầu và các cống trên tuyến đường. Và hiện nay cũng đang thực hiện đưa cát vào cái nền hạ. Về cái nguồn vật liệu đắp nền đường, hiện nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh mục khu vực khoáng sản các sông để phục vụ cho nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long và công trình dự án phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Báo Thủ tướng thì bên cạnh đó thì An Giang cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai các bước thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, giao mỏ cho nhà thầu thi công để phục vụ cho các dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo cái nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án giao thông quan trọng cấp quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn của tỉnh. Đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang cần phải huy động thêm 2 triệu mét khối cát thu hồi từ các cái mỏ nạo vét thông luồng. Vấn đề này đấy thì hiện nay đấy, thì báo Thủ tướng Chính phủ thì An Giang cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải là làm thế nào đó là chỉnh sửa thay thế nghị định số 159 ngày 28/1/2018 về quản lý hoạt động nạo vét trong cái khu vùng nước cảng biển và dùng cái đường thủy nội địa. Do đó thì kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm tham mưu Chính phủ ban hành nghị định để thay thế cho nghị định 159 để là có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện hai cái dự án nạo vét thông luồng nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các cái nguồn cát còn lại. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, với 86 dự án, khối lượng công việc rất lớn, các công trình trọng điểm phân bổ tương đối đồng đều trên các vùng miền địa phương, chúng ta cần quyết tâm triển khai để có thể thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông mà nghị quyết đại hội 13 đã đề ra. Thủ tướng ghi nhận, thời gian qua các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, tiến độ cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Công tác chuẩn bị đầu tư cũng được các địa phương tích cực chủ động triển khai. Thủ tướng nêu rõ ba ý nghĩa lớn nếu triển khai tốt các dự án công trình quan trọng, trọng điểm giao thông vận tải, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là về hạ tầng giao thông theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công theo kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, góp phần tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu,
tiền khả thi, báo cáo khả thi của các dự án, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan về đất rừng, nguồn vốn, báo cáo đánh giá tác động môi trường để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Các tỉnh, nhất là các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bố trí nguồn cung mỏ vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ các dự án trên nguyên tắc về lợi ích chung. Cử cán bộ tham gia cùng chủ đầu tư, nhà thầu làm việc thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân, khẩn trương triển khai các công việc để thi công toàn bộ các gói thầu, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công, đặc biệt khi mùa mưa đã kết thúc, thời tiết thuận lợi cho thi công. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành nhằm thúc đẩy triển khai các dự án đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ, của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 có nhất 3.000 km cho đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra.